Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Chính trị sắp họp chuẩn bị hội nghị Trung ương bất thường bầu tổng bí thư. Ngày 31 tháng 7, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời Báo D biết, sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 trở về, Bộ Chính trị sẽ họp dự kiến ngày 2 tháng 8 để sắp xếp nhân sự có thể hai phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà phải nghỉ và để chuẩn bị hội nghị bất thường ban chấp hành Trung ương đảng. Bầu tân tổng bí thư sắp sửa diễn ra trong tháng 8 này. Có tin nói là ngày 10 tháng 8, nhưng tin này chưa được kiểm chứng. Thay vì phải chờ đến hội nghị lần thứ 10, ban chấp hành Trung ương đảng, tức hội nghị Trung ương 10, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. Hai đối thủ hàng đầu trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư. Nguồn tin nội bộ cũng cho thời báo chấm đề biết, thế lực Tô Lâm hiện rất mạnh và khả năng thắng rất cao trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư với Phạm Minh Chính. Hơn nữa, Tô Lâm còn âm mưu nhất thể hóa chủ tịch nước và tổng bí thư giống như Trung Quốc. Nếu thành công, Tô Lâm sẽ giữ hai chức vụ song song, tổng bí thư và chủ tịch nước giống như Tập Cận Bình. Nguồn tin nội bộ nhấn mạnh, Tô Lâm bằng mọi giá phải chiếm ghế tổng bí thư, thậm chí đốt cháy cả dãy Trường Sơn, huống hồ chi đốt cháy đối thủ Phạm Minh Chính, đúng theo nghĩa đen nhất của nó. Không rõ ông chính có hiểu sự nguy hiểm của mình trong lúc này hay không. Tất cả là do cơn khát quyền lực của Tô Lâm mà ra. Cuộc đua giành giật chức tổng bí thư không có Trần Thanh Mẫn hay bất kỳ ai khác mà chỉ là giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tô Lâm và phe nhóm Hưng Yên của ông đã và đang tiếp tục ráo riết làm ba việc như sau. Thứ nhất, săn lùng những người còn lại trong công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để bới lông tìm vết Phạm Minh Chính. Thứ hai, loại bỏ các đồng chí có ý muốn cạnh tranh hoặc có tiềm năng cạnh tranh chiếm ghế tổng bí thư. Tô Lâm đã cho quân vào Cần Thơ điều tra các dự án từ 10, 15, 20 năm trước đây dưới thời bí thư Trần Thanh Mẫn. Thứ ba, với các hồ sơ đen nắm trong tay, Tô Lâm ép các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương từ 180 ủy viên ban đầu hiện chỉ còn 156 đồng chí có quyền bỏ phiếu bầu tổng bí thư để đạt được tham vọng lên tổng bí thư của mình. Và đây là hình bạo chúa sẽ lên ngôi. Thậm chí trước đây Tô Lâm đã từng thành công đạt được ý đồ của mình khi ép các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Điển hình nhất là vụ đưa đệ ruột Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đất nước Việt Nam sắp bắt đầu một thời kỳ mới từ độc tài đảng trị chuyển thành độc tài cá nhân khi bạo chúa lên ngôi nắm cả hai chức vụ là tổng bí thư và chủ tịch nước. Liên quan đến việc Tô Lâm muốn tìm ra người trung gian cầm tiền hối lộ của bà Nhàn đưa cho ông Chính ngày 29 tháng 7, thời báo chấm D đã đưa tin Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về nước. Bởi lẽ, theo nguồn tin nội bộ cung cấp, dù đã cho bắt rất nhiều nhân viên AIC, kể cả cho quân sang tận Dubai, bắt kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn của AIC, nhưng Tô Lâm hoàn toàn không tìm được bằng chứng nào, cũng như không tìm được người trung gian kia. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, Thời báo chấm D đã loan, bí thư Nguyễn Xuân Ký, tỉnh Quảng Ninh, có khả năng bị bắt. Theo đó, ông Ký đã bị Bộ Công an triệu tập về Hà Nội để thẩm vấn. Ông Nguyễn Xuân Ký là đàn em của ông Phạm Minh Chính, được ông Chính nâng đỡ, dần dần leo lên đến chức bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Ký cũng từng một thời là tay hòm chìa khóa của Phạm Minh Chính khi ông còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Vì vậy, việc thẩm vấn và đe dọa bắt giữ ông Ký cũng nhằm gây áp lực lên ông Chính, buộc ông Chính phải từ bỏ cuộc đua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Chính trị sắp họp chuẩn bị hội nghị trung ương bất thường bầu tổng bí thư. Cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Tổng Trọng Ngày 30 tháng 7, BBC Tiếng Việt bình luận Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ngôi vị quyền lực cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, nếu Tổng trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam khi liên tiếp làm Tổng bí thư 3 nhiệm kỳ, thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được coi là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm đại hội 12. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời một nhà quan sát từ Hà Nội nói rằng, Việc loại trừ Thủ tướng Dũng không chỉ giúp đảng giành lại quyền lực từ tay chính phủ, mà còn là phát súng khai quả chiến dịch chống tham nhũng, chống xa rời lý tưởng và chống diễn biến trong nội bộ đảng. BBC nhắc lại, trước Đại hội đảng 12 năm 2016, Việt Nam dường như có dấu hiệu ly khai khi quyền lực của chính phủ trở nên mạnh hơn từ thời ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải và đỉnh điểm là ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Dũng nắm quyền từ năm 2006 đến năm 2016 và ông thực sự được đánh giá là nhân vật quyền lực số 1. BBC dẫn nhận định của giáo sư Kataya từ Úc từng nói rằng, vào thời điểm Thủ tướng Dũng, văn phòng chính phủ đã trở nên quyền lực hơn phe đảng về mặt chính sách, ngân sách và nguồn nhân lực. Nhiều ban đảng đã phải giải thể hoặc sáp nhập và nhiều ứng cử viên do Trung ương Đảng sắp xếp về làm bí thư thành ủy các thành phố lớn đều thất cử. BBC trích lại BBC trích dẫn hồi ký của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nhận định rằng ông Dũng là người đứng trên chớp kim tự tháp chính trị của Việt Nam là nhân vật quyền lực thực thụ tại Việt Nam sau Tổng bí thư Lê Dưỡng. Theo BBC, ngoài vấn đề quyền lực nằm trong tay chính phủ thì cá nhân Thủ tướng Dũng khi đó cũng là một mối lo ngại. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giáo sư Carter cho rằng cựu thủ tướng dũng là chính trị gia việt nam là trên hết chứ không phải đảng là trên hết như ông trọng bbc dẫn lời cựu nhân viên ngoại giao david rao nói rằng ông trọng từng cảnh báo chính ông dũng và những thân hữu của ông đang làm suy yếu tính chính danh của đảng bbc dẫn tiếp lời nhà quan sát chính trị nói rằng ông trọng là một lãnh đạo quan liêu cộng sản điển hình tức ngoài đảng ra không có trời không có đất đảng thống lĩnh lãnh đạo tuyệt đối với ông Trọng là một hàng số không thể thay đổi, nên ông luôn nỗ lực loại bỏ những mối đe dọa, làm xói mòn quyền lực của đảng. Mà mối đe dọa này chính là Thủ tướng Dũng. Ngoài ra, BBC cho biết, các chuyên gia còn cho rằng, ông Dũng đã phớt lờ nạn tham nhũng và để các doanh nghiệp bành trướng. Ông Dũng còn tỏ ra thân Mỹ và chống Trung Quốc. BBC cũng nhắc lại vào tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt dàn khoan hải dương 981 trái phép ở Biển Đông, Thủ tướng Dũng đã phát biểu, không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vong. Một câu nói đã làm phật lòng người anh em cộng sản. Cựu đại sứ Ted viết rằng, ông Dũng khao khát đưa Việt Nam trở thành một trong những thành viên đầu tiên của TPP, vì theo ông, TPP sẽ giúp ngăn Trung Quốc khóa cứng tương lai nền kinh tế Việt Nam. Và đây là hình tổng trọng được đánh giá là sao Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Ngang, Lê Dũng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết nhiều chuyên gia nhận định rằng có lẽ chính những đổi mới và việc xích lại gần Mỹ của ông Dũng khiến nhiều người trong Trung ương đảng e ngại. Ông Trọng đã lật ngược thế cờ ở Đại hội 12, khiến ông Dũng phải về hưu bằng những quy định mà ông đã khôn khéo lòng ghép để ban chấp hành Trung ương đảng duyệt. Cụ thể, ông Trọng đã lòng ghép vào quyết định 244 những điều để có thể gạt ông Dũng ra ngoài. Giáo sư Katherine giải thích, ông Trọng đã thắng thế nhờ vào việc thay đổi các nghị quyết, khiến cho ông Dũng không thể nào tự ứng cử vào chức vụ cao hơn. Nhà quan sát chính trị thì kiến giải thêm rằng, ông Trọng khi đó đã thuyết phục thành công bộ chính trị để loại ông Dũng khỏi danh sách đề cử. Cuối cùng, ông Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung. Trong hồi ký của mình, đại sứ Test viết rằng ông Dũng đã xoay sở để có được những lời đảm bảo rằng gia đình ông không phải lãnh hậu quả. Đại hội 12 đã chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và quyền lực lần nữa về Tây Đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Tổng Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới